Em xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay thì em có về thêm được một số phân thuốc mới, cho nên là em quay video để em giới thiệu với các bác. Mùa này thì các bác mua thuốc để phòng chống thối nhũn cũng là vừa rồi. Tại vì cũng tầm khoảng 1-2 tháng nữa thôi thì bước vào mùa hè, trời bắt đầu mưa nhiều, nắng nhiều. Thì có thể lúc đang nắng rất là to nhưng mà trời sẽ chuyển sang mưa, cho nên là nó sẽ làm cho cây mình bị nhiễm vi khuẩn và thối nhũn rất là nhanh. Thì em có một số sản phẩm để phòng chống thối nhũn cho cây để em giới thiệu với các bác. Nhất là mancozeb xanh. Đó, cái này thì em là 40.000 một gói, gói của nó là 100g. Mancozeb, đây là mancozeb xanh, cái này dùng rất là hiệu quả các bạn. Đấy, ngoài ra thì em có Kinkinbun cũng là 40.000. Rinomingol là 50. Đây, một số dòng dạng bột. Còn Fisan này. Fisan này 55.000 lọ, một lọ như thế này là 100ml Fisan. Cái này dùng rất là hiệu quả các bác nhé. Lọ này là 55.000. Đấy, những sản phẩm này thì được các bác rất là tin dùng. Có nghĩa là những cái phân thuốc của nhà em thì em sẽ các bác mà dùng loại nào hiệu quả thì các bác hỏi mua thì em sẽ nhập về để em bán cho các bác, để các bác mang về chống thối nhũn cho cây. Đây, ngoài ra thì sản phẩm Ngọc Linh này cũng là một sản phẩm cực kỳ là tốt luôn. 100.000 một lọ 250ml này. Sản phẩm này thì năm ngoái cũng như đầu năm nay thì các bác mua rất là nhiều. Tại vì thứ nhất là tác dụng của nó rất là hiệu quả, không chỉ tác dụng đối với lan thôi. Những các bác mà trồng cà chua ấy, thì các bác ấy cũng rất là tin dùng dòng này. Hiệu quả hơn cả cái Ridomin nhá. Các bác dùng cà chua ấy, đợt trước thì các bác hay phun Ridomin nhưng mà không hiệu quả bằng Ngọc Linh đâu. Các bác nhà vườn ở bên trồng cà chua ấy, các bác cũng mua loại này này, dùng rất là hiệu quả. Em có về thêm B1 của Gromore. B1 Gromore này 35.000 lọ của nó là 235ml. 235ml là 35.000 Gromore của Việt Nam. Một sản phẩm của Gromore thì sản phẩm này rất là uy tín chất lượng rồi ạ. Đấy, 35.000, so với B1 Thái thì nó rẻ hơn. Đấy, B1 Thái thì lọ 100ml là 25.000 rồi. Còn lọ 1 lít của nó là 140. Đấy, để các bác lựa chọn. Antonic là kích thích tăng trưởng này. Thuốc kích thích tăng trưởng, cái này 80.000 một lọ. Cái này là dạng nước các bác nhé. Bây giờ thì mọi người ưa chuộng dạng nước này hơn. Tại vì cái gói thì rất là ít người dùng. Ở gói vì nó hay để cặn, nó hay lắng cặn đấy, đọng ở trên lá, cho nên là các bác bây giờ hầu như là mọi người chuyển sang dùng dạng nước này. Đấy, 80.000 một lọ. Tiếp theo là cái Ben 1 này. Ben 1 thì đợt này có giảm giá hơn các bác. Em vừa mà lấy chuyến hàng mới thì nó có giảm giá hơn. Em đang bán, bây giờ em bán với giá là 60.000. 60.000 gói 1 cân này. Trước thì em bán là 65, nhưng mà đợt này em lấy hàng thì giá cả của nó có giảm hơn. Có nghĩa là từ tùy từng chuyến hàng em lấy đấy ạ. Có nghĩa là giá cả nó theo từng chuyến hàng. Đấy, giá nó lên thì em cũng sẽ phải tăng lên một đôi chút. Tại vì bây giờ tiền cước xe, tiền xăng dầu tăng, cho nên tiền cước xe cũng tăng lên rất là cao. Và tiền phí ship cũng tăng rất là nhiều. Cho nên em cân nhắc để giá không cao quá, cũng như là giá cả cho thế nào cho nó hợp lý nhất để cho các bác có thể mua về. Đây, đợt này em nhập cái chậu sen này thì giá nó lại tăng này. Sen 30, sen nhựa HD này, phi 35. Đấy, ở ngoài nó ghi phi 35 nhưng thực ra cái này có 30 thôi, trong lòng được có 30 thôi. Cho nên em sẽ lấy là chậu phi 35, à phi 30. Đấy, trong lòng được 30 thôi ạ. Cái chậu này thì bây giờ em đang bán là 22.000. Đợt trước thì em nhập một chuyến thì giá nó là 20.000, nhưng mà đợt này em nhập thì giá nó có cao hơn, cho nên là em xin phép bác là em tăng lên một chút. Đấy, khi nào nhập được chuyến hàng nó rẻ hơn thì em lại điều chỉnh giá cho nó hợp lý hơn cho các bác.
Cũng như đợt trước em nhập có chậu chậu bí á, chậu bí HD. Thì đợt đầu em nhập thì giá rất là khá là cao, em bán là 11.000 là phi 20. 13.000 phi 25. Nhưng mà đợt sau thì đến lúc đợt sau em nhập thì giá nó lại rẻ hơn. Thì em có giảm xuống 10.000 với cả 12.000. Đấy, có nghĩa là tùy từng đợt hàng tùy từng đợt hàng mình nhập, cho nên là mong các bác thông cảm một chút ạ. Mùa này các bác dùng Zinan ạ, dùng Zinan bón gốc các bác nhé. Lòng gan thông thồng thì dùng Zinan rất là hợp luôn. Có dòng chuyên dùng cho phong lan con này, phong lan con này và phong lan trưởng thành. Phong lan con 310808, tỷ lệ đạm rất cao. Các bác dùng cho cây con mùa này thì rất là hợp lý. Nhưng mà sang đến mùa hè thì các bác không nên dùng loại này rồi. Cho nên là các bác có thể mua hai loại, loại cho cây con này và loại cho cây trưởng thành. Đây, loại cho cây trưởng thành đây, 25.000 một lọ. 25.000 dùng rất là nhiều luôn. Đấy, phong lan trưởng thành thì 22-10-10. Đấy, tỷ lệ đạm nó thấp hơn, lân kali nó cao hơn. Thì các bác các bác xem hợp lý để mua. 25.000 một lọ dùng rất là nhiều nhá. Cái này các bác ạ, mình bón lên mà nó hút ẩm lên, nó sẽ nở lên thành viên tròn màu tím đấy. Đó, có nghĩa là dùng chăm lan thì rất là cầu kỳ phải không ạ? Mùa hè, mùa xuân, mùa hè, mùa đông, mỗi mùa nó sẽ một kiểu chăm riêng, một kiểu phân thuốc riêng. Đấy. Đấy, ngoài ra thì em có đầy đủ các loại phân thuốc các bác nhé. Ở đợt này tám ngọc cũng lên này, kali tám ngọc lên 30.000 này, magie tám ngọc cũng lên 30, và canxi cũng can. Dòng của thầy Tám Ngọc thì đều tăng. Em đang bán với giá là 30.000. Tại thầy Tám Ngọc thì rất là uy tín rồi phải không ạ? Chắc là tất cả các bác yêu lan đều biết đến thầy. Em cảm ơn tất cả các bác đã xem video của em. Các bác mà muốn tham khảo một số dòng phân thuốc nào nữa thì các bác cứ liên hệ em. Em sẽ báo giá cho các bác. Số điện thoại thì em có để ở đầu tiêu đề. Em cảm ơn tất cả các bác đã xem video của em.